Trong cuộc sống, biết trân quý từng khoảnh khắc mà bạn có, khó mấy cũng thành. Tôi là Bùi Hồng Quân, đến từ chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Chúng ta chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời với Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Chào mừng quý vị khán giả quay lại với chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ được trò chuyện với một nhân vật rất thú vị. Ở đó, chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện về con đường theo đuổi đam mê, con đường đi đến thành công. Và có bao giờ là muộn hay không? Chắc chắn rằng nhân vật của chúng ta sẽ gợi mở những câu chuyện cuộc đời của họ để có thể chia sẻ cho quý vị khán giả những điều rất sâu sắc và thú vị. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Xin chào chương trình Khoảnh Khắc Cuộc Đời. Tôi tên là Nguyễn Văn Ngát, tôi đến từ công ty quảng cáo thiết kế mới. Dạ, anh Ngát thân mến, có rất là nhiều thông tin về anh mà khi đọc thì Quân cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Trước khi mà mình bắt đầu vào cái con đường mà bây giờ anh đang theo là con đường sáng tác logo, thì hành trình trước đó của anh nó có liên quan gì đến cái con đường mình đang đi bây giờ không anh Ngát ha? Trước đây tôi có học mỹ thuật ở Đà Nẵng, công việc của tôi là thiết kế thi công bản hiệu quảng cáo. 2018 tôi bắt đầu tham gia dự thi sáng tác dự trưng logo. Tức là trước đó cũng là một hành trình mà có cái sự liên quan và có thể coi như là những cái bước đệm rất là quan trọng để sau này anh chuyển hướng sang lĩnh vực là sáng tác logo. Điều gì thôi thúc anh tham gia? Mình tự mình tham gia hay là như thế nào ạ? Tại vì cái máu nghệ thuật nó đã có sẵn trong người rồi. Tuy nhiên cơm áo gạo tiền nó cứ cuốn mình theo cho đến năm 42 tuổi, thì lúc đó cái cuộc sống gia đình mình nó cảm thấy nó ổn định rồi, có dành thời gian để quay lại cái niềm đam mê của mình và nhận được thông tin của ban tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng logo, đây là cái cơ hội để mình thể hiện cái đam mê của mình. Nếu mà đạt giải thì mình lấy đó làm động lực, còn nếu mà không đạt thì mình lại làm bài học cho cái dự án ra những cái cuộc thi tiếp theo. Ồ, như vậy là ngay lần đầu tiên, mình có thể nói là lần đầu tiên ra trận là đã chiến thắng vang dội luôn đúng không ạ? Màn hình là logo mà anh đã từng thiết kế và đạt giải nhất đúng không ạ? Vâng. Dạ, nhìn rất là đẹp và chắc chắn rằng là có rất là nhiều ý nghĩa. Bởi vì rõ ràng logo đó là một cái biểu tượng, mà biểu tượng đó nó đại diện cho một vùng đất hay là một tổ chức nào đó. Và lúc đấy thì anh có nghĩ rằng là mình đi theo cái con đường thiết kế logo chuyên nghiệp không? Tại vì cái logo bản thân nó rất là cần sự cô động, sự xúc tích. Nhưng ngược lại nó phải thể hiện được tất cả các thế mạnh đặc trưng của cái địa phương đó, thì nó mở ra cho mình nhiều cái hiểu biết hơn về kiến thức, về địa lý, về xã hội, về kinh tế, về lịch sử. Không chỉ là một cuộc thi mà nó còn là một cơ hội để cho mình tìm hiểu về văn hóa, truyền thống. Như anh nói là mình phải có một cái kiến thức tổng quan để mình gói ghém và truyền tải nó thông qua hình ảnh, để khi mà người ta nhìn vào logo đó là người ta nhận diện được. Và từ cái lần giải thưởng đầu tiên như vậy đó, thì những cái hành trình sau này của anh nó được diễn ra như thế nào? Thì công việc chính vẫn là thiết kế thi công biển hiệu quảng cáo. Tuy nhiên nhưng mà cũng dành một khoảng thời gian nhất định cho cái niềm đam mê của mình. Anh có thể chia sẻ một chút về những cuộc thi sau này anh tham gia và những giải thưởng mà sau này anh đạt được không ạ? Giải nhất logo huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Giải nhất logo huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Giải nhất logo thành phố Dĩ An. Rồi giải nhất logo sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh. Vậy là coi như cứ lần nào mà anh đi thi là đều đạt giải, đều là giải nhất thế. Phải nói là cái duyên giải thưởng. Nhưng mà đằng sau đấy thì nó cả là một sự nỗ lực để mới có thể ra được cái sản phẩm như vậy đúng không anh? Khi mà mình nhìn lại những logo mà mình đã thiết kế xong rồi được sử dụng trở thành biểu trưng của một địa phương nào đấy, thì cảm xúc của anh như thế nào? Thì cái mà sản phẩm của mình được mọi người công nhận thì đó là một niềm vui lớn nhất và hạnh phúc nhất của người thiết kế. Tại vì mình đã thể hiện được cái văn hóa đặc trưng và cái con người của mảnh đất đó, và xem nó như là một đứa con tinh thần của mình. Cho đến bây giờ khi mà nhìn lại, mãi đến năm 42 tuổi như anh nói đó, thì theo anh có phải là muộn không ạ? Hay với anh thì không bao giờ có từ muộn trong cái hành trình mình theo đuổi đam mê của mình? Mỗi người đều có một ước mơ, một cái đam mê của mình. Tuy nhiên
nhưng không phải ai cũng có cơ hội để mà thể hiện được cái đam mê và biến cái ước mơ của mình trở thành hiện thực. Đã là đam mê thì nó không bao giờ bị mất đi hay là không bao giờ muộn hết tất cả. Dạ, một thông điệp rất là hay, tức là không bao giờ muộn để mình có thể theo đuổi đam mê của mình, đúng không ạ? Và trong cái quá trình khi mà mình làm về thiết kế, thi công, quảng cáo cũng như là thiết kế logo như vậy đó, thì theo anh, cái điều quan trọng nhất để mình có thể tạo ra được những cái sản phẩm nó có giá trị và được thừa nhận bởi những cái giải thưởng của cuộc thi, điều gì giúp anh có thể làm được những cái kết quả rất là đáng trân trọng như vậy ạ? Quan trọng nhất của người thiết kế đó là vận động tư duy, không được đi theo lối mòn, và phải có sự sáng tạo, độc đáo để mang đến cái riêng trên từng cái sản phẩm biểu trưng logo. Và đây chắc chắn là điều mà rất nhiều người trong cuộc sống cần đến. Tuy nhiên khi mà mình cứ làm việc mỗi ngày thì thông thường cái tính sáng tạo của con người nó có thể bị thui chột đi. Vậy anh làm gì giúp cho mình sáng tạo hơn, mình có những ý tưởng mới hơn, và nó không chỉ là trong lĩnh vực anh làm đâu, mà trong cuộc sống nói chung có thể cũng sẽ trở thành một cái điều tham khảo rất là thú vị đó ạ. Tại vì sáng tạo đôi khi nó cũng có giới hạn. Điều quan trọng là mình phải giữ cái đầu mình thoải mái. Hiện nay thì anh cũng là thành viên của Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, và trong quá trình sinh hoạt hội thì anh chia sẻ và hỗ trợ các hội viên khác ở trong hội của mình như thế nào ạ? Hàng năm cứ đến tháng 12 là bắt đầu hội bắt đầu tổ chức tổng kết những hoạt động và thành quả sáng tác của hội, của các hội viên. Tài năng thì mỗi người có giới hạn và nhưng mà được mình có cái gì thì mình chia sẻ cái đó. Đa phần những người đi trước rất là mong đợi và họ thường cố gắng thực hiện, đó là việc truyền nghề của mình cho những người thật sự phù hợp và xứng đáng. Vậy thì không biết là trong cái hành trình của anh như vậy, với những cái bộ sưu tập giải thưởng như vậy, đến bây giờ anh đã tìm được có thể nói là học trò hoặc có thể nói là đàn em để mình có thể chia sẻ lại những tâm huyết cũng như là kinh nghiệm của mình. Điều đó anh đang thực hiện như thế nào ạ? Vì cũng chưa dám nói là mình thành công. Nếu mà có anh em hay bạn bè hay đồng nghiệp nào cần sự chia sẻ kinh nghiệm, tôi cũng sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ hết khả năng thôi. Biết cái gì mà chia sẻ hết đó, không giấu nghề. Dạ, rất là trân trọng mà những điều mà anh vừa chia sẻ, đặc biệt là sự khiêm cung của anh. Bởi vì rõ ràng là với những cái bộ sưu tập giải thưởng như vậy á, thì đó là một niềm ước mơ mà chắc chắn là rất nhiều người mong có được. Nhưng mà anh vẫn rất là khiêm tốn, và đặc biệt là cái tâm thế của việc là sẵn sàng chia sẻ, mình không có giấu gì hết. Bởi vì khi mà kiến thức mình được cho đi hoặc là kinh nghiệm mình được chưa cho đi thì mình sẽ nhận được những cái giá trị lớn hơn là việc là mình giữ nó cho riêng mình, đúng không anh? Và nếu mà trong cái hành trình sắp tới thì không biết là dự định của anh như thế nào về con đường nghề nghiệp anh Ngát ha? Hiện nay thì công việc nó cũng có cho là cái tạm ổn, thì tôi bắt đầu quay trở lại thể hiện cái niềm đam mê của mình, và ước nguyện của tôi được có một cơ hội để mà tham dự một cuộc thi logo quốc tầm cỡ quốc tế, để thứ nhất là mình học họ cọ sát học hỏi để mà mình phát triển nghề nghiệp mình hơn. Dạ, với những gì mà anh đạt được thì việc mà anh mở rộng cái phạm vi của mình ra khu vực và quốc tế thì có lẽ sẽ là điều mà không phải quá khó. Nhưng mà đúng như anh nói thì mình sẽ cần có những người đồng hành, sẽ cần có những cái tổ chức để ở đó mình có thể là mở rộng cái phạm vi của mình và mình sẽ tham gia những sân chơi lớn hơn. Và biết đâu thì đó sẽ là những cơ hội mà để anh sẽ đạt được những giải thưởng lớn hơn nữa trong tương lai thì sao? Và nhìn những gì mà anh đạt được cũng như là nghe những gì anh chia sẻ thì có một thực tế trong cuộc sống, đó là hiện nay các bạn trẻ của chúng ta đó, đôi khi các bạn ấy cũng biết rằng mình đam mê một cái điều gì đó và các bạn cũng có những cái nỗ lực trong những cái giai đoạn đầu, nhưng mà một thời gian thì có vẻ như cái đam mê nó nguội lạnh đi và có vẻ như rằng là cái sự kiên định để theo đuổi đam mê đó nó không còn được như lúc đầu, và thế là các bạn trẻ lại loay hoay đi tìm những cái đam mê khác. Không biết là trong những trường hợp như vậy thì anh Ngát có điều gì muốn chia sẻ với các bạn trẻ không ạ? Mỗi người đều có một ước mơ và một đam mê của mình. Tuy nhiên, cuộc sống thì không bao giờ chiều ý của mình. Đôi khi là nó về kinh tế nè, về gia đình nè, về sức khỏe. Tôi mong rằng luôn giữ một cái ý chí, luôn giữ một cái ý chí để có một thời điểm nào đó mình ổn định, mình quay lại đam mê của mình. Vì chính cái đam mê nó mới giúp cho người ta vượt qua được mọi cái khó khăn, mọi cái trở ngại trong cuộc sống để mà biến ước mơ trở thành hiện thực. Một cái chia sẻ rất là sâu sắc và thú vị. Vậy thì có những cái trường hợp khác khi mà các bạn đã xác định đam mê và cứ bất chấp mọi thứ để theo đuổi đam mê, vậy theo anh điều đó có nên không ạ? Dưới cái góc độ về trải nghiệm cá nhân của anh,
theo đuổi đam mê mà bằng mọi giá để mà đạt được đam mê đó với việc làm tích cực thì mình nên cổ vũ. Dạ, rất là cảm ơn thông điệp của anh. Như vậy là theo đuổi đam mê là điều nên, nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải thực tế. Bởi vì có những giai đoạn, những bài toán trong cuộc sống đặt ra chúng ta cần phải giải quyết trước, rồi đam mê nó vẫn còn đó. Miễn là chúng ta kiên định và kiên trì giống như anh nói, thì việc chúng ta trở lại đam mê của chính mình không bao giờ là muộn, đúng không ạ? Rất là cảm ơn những thông điệp sâu sắc, và đặc biệt là chính hành trình của cuộc đời anh đã cho quý vị khán giả ngày hôm nay, đặc biệt là những khán giả trẻ, những bài học trong chặng đường chúng ta theo đuổi đam mê của mình. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh Ngát thân mến, bây giờ nếu như có 3 sự lựa chọn, sự lựa chọn thứ nhất là anh sẽ chia sẻ về bản thân, sự lựa chọn thứ hai anh sẽ chia sẻ về gia đình, và sự lựa chọn thứ ba anh sẽ chia sẻ về cộng đồng, không biết anh sẽ chọn lựa chọn thứ mấy? Xin mời anh. Tôi xin ra lựa chọn thứ ba. Mỗi con người trong đời có một đều có một ước mơ và hoài bão, đừng bao giờ bỏ cuộc. Để biết ơn và xin trân trọng kính chào. Chương trình Khoảnh khắc cuộc đời với đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện với sự tài trợ của Thời Trang Kim. Nếu quý vị khán giả có những khoảnh khắc đặc biệt ý nghĩa, hãy chia sẻ với chúng tôi qua địa chỉ email htvkkcd.2019@gmail.com hoặc qua số hotline. Hãy cùng lan tỏa những thông điệp tốt đẹp đến với cuộc sống.